Bây giờ là mới có mấy nè, 5 giờ sáng mà mình là chuẩn bị check out. Em thì đó coi bây giờ thì cần tập thể dục buổi sáng, nhiệt độ bây giờ là khoảng chắc giá 10 độ luôn quá. Check out để đi đến thế. Hành trình thú vị nhé. Tạm biệt, đây là nơi này là Sipon Resort ở Bản Định. Mình tiến về đây.